Câu chuyện tương lai của Ronaldo đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, nhất là khi những nhân vật máu mặt nhất của Man United đã tề tựu về Carrington, trong đó có cả Sir Alex. Mọi chuyện sẽ kết thúc ra sao? Ở một nơi cũng căng không kém chính là Barcelona cũng như Ronaldo, tương lai của Frankie de Jong vẫn là một dấu hỏi. Sau thời gian bị chơi trò mèo vờn chuột, người đại diện của tiền vệ người Hà Lan đã bắt đầu gây sức ép lên Blaugrana. Cụ thể ra sao phần sau sẽ rõ. Chào mừng các bạn đến với bản tin sáng của bình luận viên Anh Quân News. Trước hết cùng dùng điểm tâm qua mục tin vắn. Theo nhà báo Romano tiết lộ, Paris Saint-Germain và RB Leipzig đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng Mukiele. Việc ký kết các thủ tục giấy tờ cho vụ chuyển nhượng đang được hoàn tất, tuyên bố chính thức sẽ có hiệu lực sau khi cầu thủ ký hợp đồng. Được biết, cả nhà giàu nước Pháp đã đồng ý một khoản phí 13 triệu bảng để ký hợp đồng với Mukiele. Cầu thủ 24 tuổi chỉ cần hoàn tất kiểm tra y tế trước khi vụ chuyển nhượng chính thức được hoàn thành. Việc Mukiele về Paris Saint-Germain chắc chắn khiến Chelsea không hề vui, bởi anh cũng là mục tiêu của The Blue và chắc chắn huấn luyện viên Tuchel muốn mua sắm thêm để nâng cao chất lượng đội hình. Theo The Athletic, chiến lược gia người Đức muốn có 4 bản hợp đồng mới nữa trước khi mùa giải bắt đầu. Một trong số đó là Denzel Dumfries, người đang được Inter định giá 40 triệu euro. Ở chiều ngược lại, Chelsea cũng cần đẩy đi một số cái tên không còn động lực thi đấu cho đội bóng. Tờ La Repubblica đưa tin đội chủ sân Stamford Bridge sẵn sàng cho mượn người gác đền số 2 của họ. Điểm đến mà Kepa đang ở rất gần là Napoli, đội bóng kết thúc ở vị trí thứ 3 mùa trước tại Serie A. Dù vậy, thương vụ sẽ chỉ được thông qua nếu câu lạc bộ nước Ý gài thêm điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Nicolas Pepe được cho là không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Arteta. Cầu thủ người bờ biển Nga đã được pháo thủ tạo điều kiện ra đi trong hè này. Newcastle là đội bóng quan tâm cầu thủ sinh năm 1995. Họ chấp nhận chi 25 triệu bảng cho thương vụ này. Đó là số tiền hợp lý với phong độ của cầu thủ 27 tuổi ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng bản thân Pepe lại muốn tiếp tục cống hiến cho Arsenal. Thông qua Instagram cá nhân, anh chia sẻ: "Tôi đã làm việc chăm chỉ trong suốt mùa hè, thay đổi rất nhiều thứ, tôi tập trung vào quyết tâm cùng Arsenal và các đồng đội của mình." Trong khi đó, một người bờ biển Nga khác là Yaya Toure chuẩn bị tái xuất ngoại hạng Anh. Cụ thể, huyền thoại của Man City đã được câu lạc bộ Tottenham mời về để đảm nhận một vị trí trong thành phần ban huấn luyện của đội học viện Spurs. Ngoài sự góp mặt của Toure, Tottenham cũng đón chào sự trở lại của một danh thủ khác từng thi đấu tại Premier League là Jermaine Defoe. Cựu tiền đạo người Anh sẽ cùng với Toure sắm vai trò cố vấn cho huấn luyện viên trưởng của đội học viện. Với sự xuất hiện của những ngôi sao lừng lẫy một thời, Tottenham được kỳ vọng sẽ ươm mầm thành công những tài năng trẻ trong tương lai. Depay đã được Barca đề nghị rời câu lạc bộ hè này. Bến đỗ tiềm năng của chân sút người Hà Lan được cho là Man United. Nhưng mới đây một ứng viên khác đã nhảy vào cuộc đua. Juventus được cho là đang quan tâm đến Memphis Depay nhằm tăng cường chất lượng hàng công. Được biết, Barca yêu cầu 20 triệu euro cho thương vụ này. Sau sự ra đi của Frank Kessie, Rossoneri đang gấp rút tìm kiếm một cái tên chất lượng thay thế khoảng trống mà tuyển thủ người bờ biển Nga để lại. Charles de Catalere là cái tên được AC Milan quan tâm trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Cầu thủ 21 tuổi người Bỉ đã góp công tới 14 bàn thắng cho nhà vô địch giải đấu Super League. Milan đã gửi lời đề nghị trị giá 32 triệu bảng cho tài năng trẻ này. Timo đánh tiếng muốn rời Chelsea và không mất nhiều thời gian để các ông lớn vào cuộc. Juventus là đội thể hiện mong muốn có sự phục vụ của tiền đạo người Đức nhất. Nhưng mới đây một đại gia mới nổi là Newcastle cũng đã nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Werner. Huấn luyện viên Eddie Howe đang tìm kiếm một gương mặt chất lượng trên hàng công để cùng ông chinh phục những tham vọng cùng Newcastle trong mùa giải mới. Bên cạnh Werner, Firmino cũng là mục tiêu của Juventus. Ba đâm gia đã gửi lời đề nghị trị giá 19,5 triệu bảng. Huấn luyện viên Marc Allegri tin rằng khả năng hoạt động rộng cầu thủ sinh năm 1991 sẽ hỗ trợ đắc lực cho Dusan Vlahovic. Trong khi đó, huấn luyện viên Jurgen Klopp mong muốn ngôi sao người Brazil sẽ ở lại Anfield mùa tới. Trong tối qua, các phóng viên đã ghi nhận sự có mặt của Ronaldo tại Man United, cùng đến Carrington với siêu sao Cristiano Ronaldo còn có siêu cò Jorge Mendes. Tuyển thủ Bồ Đào Nha đã tự lái xe đưa người đại diện của mình tới đại bản doanh của Quỷ Đỏ. Về phía đội bóng, huấn luyện viên Ten Hag cũng đã đến Carrington. Ngoài ra, CEO Richard Arnold, Brian Robson và đặc biệt là cố vấn, cựu huấn luyện viên của Quỷ Đỏ Sir Alex Ferguson cũng có mặt tại Carrington từ rất sớm. Sir Alex có vẻ cũng sẽ tham dự vào cuộc nói chuyện giữa Ronaldo và ban lãnh đạo lần này. Ông đã có kinh nghiệm đàm phán với Ronaldo trước đó. Có lẽ ban lãnh đạo Man United mong muốn Sir Alex sẽ tiếp tục thuyết phục được Ronaldo chấp nhận với những yêu cầu được đề ra. Sự có mặt của cựu huấn luyện viên người Scotland có thể được xem là chìa khóa giải quyết cho việc đi hay ở của Ronaldo.
Chính Sir Alex đã đóng một vai trò rất lớn trong việc đảm bảo Ronaldo sẽ không gia nhập đối thủ Man City vào mùa hè năm ngoái để trở về Old Trafford. Cho đến nay, câu chuyện Frankie de Jong vẫn chưa đến hồi kết. Có lúc tưởng chừng anh đã rất gần với Man United, nhưng thương vụ vẫn bế tắc bởi câu lạc bộ chủ quản còn nợ mình 17 triệu euro tiền lương. Trên thực tế, hợp đồng Barca không nợ de Jong, nhưng bản hợp đồng mới nhất của tiền vệ sinh năm 97 khiến bản thân anh gặp rắc rối. Cụ thể, tiền vệ người Hà Lan chỉ nhận 3 triệu euro và 9 triệu euro tiền lương trong 2 năm qua để giúp câu lạc bộ vượt qua đại dịch. Khoản tiền còn lại sẽ được dàn trải trong những năm tiếp theo của hợp đồng. Nếu de Jong rời Barca ngay bây giờ, hợp đồng này vô hiệu và anh mất tiền lương 2 năm qua, chưa kể khoản thưởng trung thành, tổng cộng là 17 triệu euro. Chính vì vậy, cầu thủ sinh năm 97 vẫn chưa thể rời Barcelona dù anh có muốn đến Man United hay không. Theo thông tin độc quyền từ Daily Mail, người đại diện của de Jong, Ali Dawson, đã nói rõ quan điểm với Barca từ cách đây vài tuần: hoặc trả tiền đầy đủ cho thân chủ của mình, hoặc gặp nhau tại tòa án. Trong khi Barca nổi đình đám trên thị trường chuyển nhượng cả theo nghĩa tích cực lẫn tiêu cực, Real Madrid cứ âm thầm và lặng lẽ chuẩn bị cho mùa giải mới. Mùa hè năm nay, Real không mua sắm rầm rộ, nhưng những hợp đồng của đội bóng Tây Ban Nha đều là tên tuổi chất lượng. Rudiger và Tchouameni được kỳ vọng sẽ gia tăng sức mạnh cho hàng thủ cũng như tuyến giữa của Real Madrid. Cộng với những con người đã mang đến cú đúp danh hiệu mùa vừa qua, thầy trò Ancelotti có thể hướng đến những đỉnh cao mới. Chia sẻ với Real Madrid TV, tiền vệ Kroos cho biết cả đội hạ quyết tâm vô địch tất cả những giải đấu mà câu lạc bộ tham dự ở mùa giải tới. Real Madrid luôn đặt mục tiêu giành chức vô địch ở mọi giải đấu mà mình tham dự, bất chấp việc đó đôi khi là bất khả thi. Real không phải lúc nào cũng giành danh hiệu một cách dễ dàng, nhưng nếu đã biết đến Real, chắc hẳn mọi người đều phải biết rằng mục tiêu của chúng tôi luôn là vô địch. Bayern Munich là một cái tên hoạt động khá sôi nổi ở phiên chợ hè, cả chiều mua lẫn chiều bán. Họ vừa chia tay Robert Lewandowski khi chân sút người Ba Lan đến Barca với bản hợp đồng trị giá 45 triệu euro, cộng thêm 5 triệu euro phụ phí. Ở chiều ngược lại, họ chiêu mộ lần lượt Nusay Mazraoui, Ryan Gravenberch, Sadio Mane và Matthijs de Ligt. Mới đây, Hùng Xám tiếp tục công bố tân binh thứ 5. Trang chủ Bayern xác nhận chiêu mộ thành công Matthijs de Ligt. Bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, mức phí chuyển nhượng Bayern phải trả là 20 triệu euro, kèm 8,5 triệu euro phụ phí. Matthijs hiện là người giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu tại giải vô địch quốc gia Pháp. Dù chưa ghi được bàn nào mỗi trước, nhưng cầu thủ 17 tuổi được xem là viên ngọc thô của bóng đá xứ sở lục lặng. Sau những thất bại liên tiếp tại đấu trường Champions League, đội ngũ lãnh đạo Paris Saint-Germain tin rằng vấn đề của đội bóng còn nằm ở yếu tố tâm lý của cầu thủ. Vì vậy, theo L'Equipe, Paris Saint-Germain muốn bổ nhiệm một bác sĩ tâm lý vào thành phần ban huấn luyện của mùa tới. Thực chất, Paris Saint-Germain có ý định bổ nhiệm bác sĩ tâm lý từ tháng 4 vừa qua sau khi bị loại khỏi Champions League. Tuy vậy, Paris Saint-Germain chờ tới ngày bổ nhiệm huấn luyện viên Gantier cũng như giám đốc kỹ thuật Luis Campos mới tiến hành mục tiêu chiêu mộ đội ngũ bác sĩ tâm lý. Nhiệm vụ của họ là giải tỏa áp lực căng thẳng và giúp cầu thủ quên đi cảm giác tội lỗi khi thua trận. Bên cạnh đó, các bác sĩ sẽ giúp hạn chế bầu không khí u ám xuất hiện trong phòng thay đồ đội bóng thành Paris. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin sáng trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả và bình an.